Thiên Hoàng thân chào tất cả các bạn nghe đọc truyện của Thiên Hoàng K. Hôm nay Thiên Hoàng sẽ đọc cho các bạn nghe bài viết của bác sĩ Phùng Văn Hạnh trích trong hồi ký Tình yêu hiện sinh, có tựa đề là Một hạt đậu hai người khiêng. Trong trại tù Tiên Lãnh, khu nhà ri thật là đặc biệt. Tường là những tấm vỉ sắt, xưa kia dùng để lót phi đạo cho những phi trường dã chiến. Mái lợp tôn, bởi thế mặc dù tường có nhiều lỗ thông hơi tròn nhỏ, không khí trong phòng lúc nào cũng hâm hấp nóng về mùa hè. Mùa đông thì gió bấc luồn vào, lạnh thấu xương. Giường ngủ hai tầng là những sạp gỗ, trên sạp tù nhân nằm sát nhau. Căn phòng 4m x 12m, chứa trên 70 người. Tù nhân phần lớn là thanh niên và trung niên, phạm tội vượt biên. Một đêm hè oi bức, 6 giờ chiều thì cửa phòng đã khóa lại. Đèn điện vẫn sáng cho đến 10 giờ. Đứng ngoài đêm tối nhìn vào, nhà ri giống như một cái lồng sắt to lớn nhốt thú vật. Anh em tù đều ở trần, tay phe phẩy quạt, ngồi tụm nhau để nói chuyện. Nhưng hoạt náo nhất là nhóm những người nghe chuyện kiếm hiệp Kim Dung do giáo sư Lộc kể. Anh ta nhớ từng chi tiết gây cấn, từng cá tính hài hước nhân vật và gây cho người nghe sự háo hức say mê và thỉnh thoảng một trận cười khoái trá. Tiểu thuyết Kim Dung hàng chục quyển mà chuyện nào cũng tràn giang đại hải. Bởi thế tháng này qua tháng nọ, Lộc có thể mang lại niềm vui cho anh em trại viên, nhất là làm cho họ quên đi phần nào nỗi đau buồn xa gia đình và thời gian dài dằng dặc, nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Ngoài chuyện kiếm hiệp dài hàng tháng, Lộc còn kể cho anh em nghe nhiều giai thoại hài hước Trạng Quỳnh, chuyện cổ tích Anderson, chuyện tàu từ phong thần Đông Chu Liệt Quốc đến Thanh Triều Cận Đại. Trí nhớ của anh thật phi thường, nhất là những nhận xét tinh tế của anh về nhân vật. Anh đọc được cả chữ Hán. Một hôm có trại viên gốc Tàu, tội vượt biên được thăm nuôi, mang vào nhiều gói quà bọc trong giấy báo cũ in toàn chữ Tàu. Lộc chú ý và nhận ra đó là tờ Hồng Kông báo. Tối ấy anh kể cho anh em nghe giai thoại văn học lý thú mà anh đã đọc trong tờ báo ấy. Một học trò nghèo tên là Trúc Nguyệt Ba lên Bắc Kinh dự thi, xong đến thủ phủ Giang Nam thì hết tiền độ nhật. Anh phải vào chùa Thí Phát để ăn nhờ cửa Phật. Một hôm ngồi tụng kinh ở chính điện, anh thấy một thiếu nữ đẹp tuyệt trần, độ 16 tuổi vào lễ Phật, có người hầu hạ đi theo. Anh muốn ghẹo cô. Thấy cô thanh tân yểu điệu như là cành liễu trước sân chùa, bèn vừa gõ mõ vừa tụng bài thơ sau đây. Giang Nam liễu, nộn lục bất thành âm, chi nhuyễn bất kham khinh chiết thủ, huỳnh ly phi thượng lực năng cam, lưu thủ đãi xuân thâm. Tạm dịch là liễu Giang Nam, xanh non như thể không có bóng, cành mong manh không chịu nổi tay người bẻ phũ phàng, cũng như không chịu nổi sức nặng chim huỳnh ly bé bỏng. Thôi thì rụt tay lại đợi vài xuân nữa. Rủi cho chú tiểu, cô tiểu thư tên là Liễu Nộn Nộn, con quan tổng đốc Giang Nam. Nghe bài thơ cô hiểu ý, khóc lóc ra về, kể cho cha nghe sự vô lễ của chú tiểu. Tổng đốc cho lính bắt ngay chàng thanh niên xúc phạm đến tôn quý, nhất là tội thầy chùa phạm sắc giới, xử phải chết trầm mình dưới sông. Ông họa lại bài thơ ghẹo gái để minh chứng, ông không xử oan. Biết anh thọ trúc, ông đọc bài họa như sau. Giang Nam trúc, xảo tượng tác vi đồng, phó giữ pháp sư tàng pháp thế. Giang ba thâm sứ bạn ngư long, tất chi sắc sắc không không. Tạm dịch là với trúc Giang Nam, tay khéo đan một chiếc lồng, để cho pháp sư ẩn tàng thân thể, dưới thâm sâu, sóng gió dòng sông làm bạn với cá rồng. Tất cảm nhận sắc đó rồi không đó. Trúc Nguyệt Ba trước khi chết xin quan cho họa thơ lần chót,
Vì tên lót là Nguyệt, anh ta đọc: Giang Nam Nguyệt, như cảnh diệt như câu, như cảnh bất lâm hồng phấn diệt, như câu bất thượng thủy liêm đồng, không tự chiếu đông lưu. Tạm dịch là trăng Giang Nam, khi như gương tròn, khi như móc câu, khi gương tròn cũng không soi được mặt người đẹp hồng phấn, như móc câu cũng không treo được bức tranh thủy liêm nơi phòng khách sang trọng. Chỉ chiếu suông dòng nước chảy về đông. Ý anh ta nói anh chẳng bao giờ có ý trèo cao, mà chỉ là trăng suông lạnh lẽo. Quan tổng đốc thấy anh là người có tài, bèn bỏ tiền cho anh làm lộ phí vào kinh thi. Quả nhiên, Trúc Nguyệt Ba đậu trạng nguyên và trở về cưới Liễu Nộn Nộn làm vợ. Đời sống hàng ngày trong tù cũng là đầu đề cho Lộc kể những chuyện hóm hỉnh. Anh kể là khi xưa đồng quê Việt Nam hưởng thanh bình thực sự. Chứng cớ là chuyện bài thơ Con Cóc. Một buổi chiều thơ mộng có nắng vàng, có đàn chim sẻ ríu rít trên mái nhà. Ba chàng thư sinh đang nấu sử xôi kinh, chờ ngày ra kinh ứng thí. Họp nhau trong sân nhà, họ đang tìm đề tài để nhã ngọc phun châu. Họ tư lự nhìn cảnh vật chung quanh. May thay có chú Cóc, nghe gió chiều mát rợi, thổi vào hang, nằm dưới bậc cấp hàng hiên, liền nhảy ra. Thư sinh thứ nhất ứng khẩu đọc ngay: Con cóc trong hang, con cóc nhảy ra. Con cóc ngồi ở miệng hang một lát để ngắm trời xanh biếc, phong cảnh quen thuộc chung quanh. Thư sinh thứ hai xuất tứ nối tiếp: Con cóc nhảy ra, con cóc ngồi đó, ngắm cảnh chán, cóc phải nhảy đi để tìm mồi. Thư sinh thứ ba tức cảnh sinh tình đọc hai câu thơ chót: Con cóc ngồi đó, con cóc nhảy đi. Ba chàng vỗ tay khi hoàn thành bài thơ tuyệt hảo, và bài thơ đã đi vào lịch sử. Dĩ nhiên trong cảnh thanh bình đó, bài thơ Con Cóc có thể kéo dài vô tận, như là con cóc nhảy đi, nhảy vào bụi cỏ vân vân. Nhưng trong trại tù của chúng ta, bài thơ ấy chấm dứt rất là nhanh. Con cóc trong hang, con cóc nhảy ra, con cóc nhảy ra, con cóc chết. Tại sao con cóc chết tức tưởi như vậy? Vì nó sẽ bị trại viên tóm ngay, chặt đầu, lột da, bỏ vào gô cải thiện. Gô là cái lon nhôm ghi gô trong trại tù Cộng sản dùng để nấu nướng cải thiện, tức là kiếm thêm chất thịt để bồi dưỡng, vì trong tù chỉ ăn cơm độn sắn với nước muối, ăn uống trong trại tù Cộng sản kém chất lẫn lượng. Đây cũng là cách Lộc mỉa mai chế độ một cách sâu sắc. Lộc nguyên là giáo sư Anh Văn trường Trung học Phan Chu Trinh Đà Nẵng, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sài Gòn, môn Anh ngữ. Vì cận thị nặng, anh được miễn quân dịch. Anh dạy học được 5 năm, thì ngày 29 tháng 3, 75, Cộng quân chiếm Đà Nẵng. Anh được lưu dụng dạy Anh ngữ, song bấy giờ Nga ngữ thịnh hành hơn. Sự phân biệt đối xử với người chế độ cũ, chế độ đàn áp, độc tôn tư tưởng cùng sự dốt nát của cán bộ giáo dục và nhân viên chính quyền các cấp. Anh làm anh thối chí và nảy ý định vượt biên. Lộc cùng một số bạn bè vất vả kiếm tiền mua hải bàn, xăng nhớt, thuyền máy, vân vân. Trong 5 tháng trời mới xong, riêng Lộc đã phải vay mượn một số tiền lớn. Chuyến đi tuy tổ chức chu đáo, xuất phát từ trại cùi Hải Vân, song định mệnh vẫn mạnh hơn tính toán của con người. Sau khi mọi người đã xuống tàu, một tàu đánh cá nhỏ vào lúc nửa khuya, thuyền trực chỉ ra khơi, nhưng mới rời bờ đá độ 100 mét thì thuyền máy công an phục kích từ lâu đón bắt, chọn 40 thanh niên thiếu nữ bị áp tải về trại giam Chợ Cồn để thẩm vấn, rồi sau một tháng tất cả đi cải tạo lao động tại Tiên Lãnh. Lộc và các bạn nhập vào nhà ri, thấm thoát mà đã 5 năm tù tội. Gia đình sa sút từ ngày mất miền Nam, Lộc ít được thăm nuôi. Mỗi năm nhiều lắm là 2 lần. Đồ thăm nuôi nghèo nàn, lèo tèo, một thẩu thịt heo kho mặn, vài ký lô đường đen và ít đồ lặt vặt. Phần ăn trại cấp thì sắn là chính, gạo chỉ độ 100 gram mỗi bữa. Thức ăn thì độc một món, nước muối hoặc là nước mắm cái nấu loãng. Ăn không no và không đủ chất lượng, nên tù nhân chết vì suy dinh dưỡng rất là nhiều. Muốn sinh tồn phải cải thiện, nghĩa là mọi sinh vật
dù nhỏ bé và gớm ghiếc đến đâu cũng bị trại viên chộp lấy nấu ăn. Bởi thế bài thơ Con Cóc kết thúc rất nhanh. Lộc cũng là một tay lão luyện trong nghề cải thiện, nhưng như anh đã từng than phiền, định mệnh mạnh hơn phòng bị. Anh là nạn nhân mà định mệnh đã chọn trong cuộc sinh tồn. Câu chuyện thương tâm sau đây đã hằn lên đời anh một vết thương chí mạng. Số là về mùa trồng đậu phộng, mỗi tối trại viên phải làm thêm 2 giờ gọi là tranh thủ. Ăn cơm tối xong, trại viên được nhà trưởng tập họp, dẫn lên sân rộng trước nhà kho của trại để lột đậu. Cứ mỗi tốp 5 người ngồi vòng tròn dưới một gốc cây tàn lá sum suê, dưới ánh sáng của ngọn đèn điện 40W mắc trên cành cây. Giống như một tiệm cà phê ngoài trời ở Sài Gòn, song ở đây thì ngồi bệt ở dưới đất. Với mùa lột đậu, phải chuẩn bị một cái ghế nhỏ cầm tay hoặc là một miếng gỗ dày để lót mông, ngồi trong suốt 3 giờ đồng hồ. Giữa vòng tròn 5 người là 2 thúng đầy đậu vỏ và một thúng trống để đựng đậu hột. Mỗi trại viên được phát một rổ nhỏ, lấy đậu vỏ vào rổ rồi trở về chỗ ngồi, bóp từng trái đậu vỏ vỡ ra mà không làm nát hạt đậu ở trong. Vỏ đậu quăng ra dưới đất, còn hột đậu thì bỏ vào rổ. Khi lột hết rổ đậu thì mang đậu hột đổ vào thúng trống, rồi xúc đậu hột về chỗ làm tiếp. Vừa lột đậu vừa chuyện vãn với nhau, hoặc là nghe Lộc kể tiếp chuyện kiếm hiệp của Kim Dung, cũng là những phút thư giãn trong cuộc sống ở trại, nhất là hưởng gió mát và nhiều khi trăng thanh giữa vùng rừng núi. Một cái thú nữa là thỉnh thoảng nhót một hạt đậu vừa béo vừa ngọt mà cơ thể đang cần. Ai cũng ăn lén, song rất thận trọng kẻo bọn cán bộ canh chừng đi lãng vãng trong sân kho bắt gặp. Nhưng rủi cho Lộc một sự rủi ro hy hữu vì chỉ có mình anh bị bắt trong suốt mùa lột đậu năm ấy. Vừa lột đậu, anh thong thả kể chuyện vui cười để che lấp mình đang nhai đậu sống. Bỗng, từ bóng tối góc sân, tên cán bộ bước ra, đi thẳng đến chỗ Lộc, ngồi và ra lệnh. Anh hãy mở miệng cho tôi xem. Tái mặt, anh chưa biết phản ứng ra sao, thì tên cán bộ đã quát lớn. Anh nghe rõ chưa? Tôi bảo anh mở miệng ra xem. Lộc mở miệng xong không thấy hạt đậu nào. Tên cán bộ lại bảo, anh lè lưỡi ra xem. Lộc lè lưỡi ra, lưỡi anh trắng nhờ nhờ, tố cáo rằng anh đã ăn đậu phộng. Tên cán bộ kéo anh ra giữa sân. 4 tên cán bộ khác đã đến vây quanh anh. 5 tên đều mang bốt mà quân đội miền Nam trước kia dùng để đi hành quân. Loại bốt da cứng, chúng tịch thu khi lục soát tù sĩ quan quân đội miền Nam, trại Kỳ Sơn lên Tiến Lãnh. Lúc đầu thì chúng đấm vào mặt, bụng, ngực anh. Anh ngã xuống vài lần, xong chúng kéo anh đứng dậy. Một tên tuyên bố lớn tội trạng anh. Lâu nay chúng tôi biết đậu phộng lột thất thoát nhiều. Chúng tôi nghi là các anh ăn lén. Nay bắt được chúng tôi trừng trị nặng để các anh chừa cái thói ăn cắp tài sản xã hội chủ nghĩa. Tên cán bộ quản giáo nhà Ri biết lý lịch của Lộc, sẵn dịp lại phun ra những lời phỉ báng theo lối giáo dục cộng sản. Anh Lộc là một giáo sư ở chế độ thối nát miền Nam, bởi thế mang danh là nhà mô phạm dạy con em cần kiệm liêm chính theo gương Bắc Hồ. Anh là người ăn cắp, nêu gương xấu, đã biết các anh xấu xa từ bản chất, nên chúng tôi tập trung các anh lại để cải tạo. Song các anh vẫn thói nào tật nấy, không chịu sửa đổi. Nếu chúng tôi có tàn ác, cũng chỉ là để giáo dục các anh mà thôi. Lâu nay cán bộ trẻ trong trại có phong trào học võ. Họ bắt các trại viên giỏi võ, dạy họ học nào là công phu, karate, v.v. Họ thường đem ứng dụng các thế võ học được trên thân thể trại viên phạm lỗi. Những trận đánh bè hội đồng thường xảy ra trên hiện trường lao động. Lộc bị rơi vào trường hợp này. 5 tên cán bộ thay phiên nhau nhảy lên đá song phi vào người anh. Anh ngã xuống, chúng lại nâng lên đứng dậy. Mặt anh đã sưng phù, máu đã ứa ra khóe miệng. Cuối cùng, Lộc nằm bất động trên nền đất, thở thoi thóp. Thế mà bọn cán bộ vẫn chưa tha, chúng còn đá thêm vào người anh. Tên giám thị trại sợ anh chết nên ra lệnh ngưng đánh và bắt 2 trại viên nhà Ri, khiêng anh không phải về bệnh xá mà về nhà Ri. Anh em xúm xít lại quanh anh,
Trong ấy có cả một bác sĩ tội vượt biên săn sóc cho anh hồi tỉnh. May mà không có xương nào gãy, chỉ rách môi và vài răng lung lay. Vết bầm thì khắp người, anh phải nằm tĩnh dưỡng suốt 15 ngày mới đi lại được. Nhân câu chuyện thương tâm trên đây mới có truyền miệng giai thoại, một hạt đậu hai người khiêng. Không phải là hạt đậu to nặng đến hai người khiêng, mà phải khiêng người ăn hạt đậu. Một câu chuyện cười ra nước mắt mà chỉ chế độ vô nhân xã hội chủ nghĩa mới có. Riêng với Lộc, đó là một biến cố ảnh hưởng sâu xa đến nội tâm anh. Mặc cảm một nhà sư phạm ăn lén vẫn là hình ảnh không đẹp. Mặc dù những bức bách của tình thế, bài thơ sau đây anh làm lúc nằm dưỡng bệnh ở nhà Ri. Ông trời sao quá bất công, riêng tôi gánh chịu đau thương quá nhiều. Quyết tâm phấn đấu bao nhiêu, bấy nhiêu tù tội, đói nghèo, đau thương. Mẹ già một nắng hai sương, chắt chiu dành dụm trăm đường lo toan. Nào là món nợ của con, vượt biên vay mượn, lãi dồn càng cao. Thăm nuôi mẹ phải lao đao, thân già nuôi trẻ biết bao đoạn trường. Sao con không nghĩ mẹ thương, thèm chi hạt đậu mà vương trận đòn. Yếu đau thân thể hao mòn, để mẹ lo lắng, để con hận đời. Từ ngày bị trận đòn, Lộc trở nên lầm lì ít nói. Bạn bè không còn được anh kể chuyện kiếm hiệp Kim Dung. Anh gầy đi, thỉnh thoảng lên cơn đau bụng, nước da tái dần. Anh phải đi nằm bệnh xá và ít lâu sau được phóng thích vì lý do sức khỏe. Nỗi mừng được sum họp với mẹ làm anh phấn khởi và tiếp tục phấn đấu để kiến tạo tương lai. Nhưng một tháng sau, mẹ anh đã vĩnh viễn ra đi sau 2 ngày nằm cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng vì nhồi máu cơ tim. Nỗi buồn mất mẹ làm anh nằm rũ liệt trên giường mất cả tuần. Xong anh trỗi dậy, mặc dù sức khỏe kém, mở các lớp anh văn dạy để lấy tiền. Trong 1 năm, công việc làm ăn của anh rất là hanh thông. Lớp học anh đông vì thiên hạ đang chuẩn bị vốn Anh ngữ để được nhận đi Mỹ theo chương trình ODP. Chính anh cũng ráo riết nộp đơn để chớp lấy cơ hội ngàn năm một thuở. Với khả năng anh văn lưu loát, anh thuyết phục phái đoàn phỏng vấn Hoa Kỳ dễ dàng để được nhận đi qua Mỹ đợt đầu. Cùng đi với anh có người vợ mới cưới là chị Hoa. Chị là học trò cũ của anh, đã mến phục anh từ lâu. Chính chị đã bỏ tiền ra săn sóc cho anh. Sức khỏe anh có khôi phục đôi phần. Nước da bớt tái, song anh biết bệnh anh trầm trọng mà chị ở Mỹ mới đủ phương tiện cứu anh thoát tay tử thần. Chính vì lý do đó mà anh phấn đấu hết mình để được ra đi sớm. Nhưng số mệnh khắc nghiệt vẫn không tha cho anh. Anh được phái đoàn Mỹ cấp vé máy bay, bay từ Đà Nẵng vào Sài Gòn ngày Chủ nhật, tháng 9 năm 1989. Sáng thứ hai, anh đến cơ quan Mỹ, nhận giấy tờ để lên máy bay đi Mỹ ngày thứ ba. Xong, tối thứ hai ấy, anh lên cơn đau bụng cấp, được chở vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Anh chết vào lúc nửa khuya. Chỉ một mình chị Hoa đứng ở đầu giường. Sau này bệnh viện cho hay là anh chết vì xuất huyết nội trầm trọng. Có một bác sĩ bạn Lộc ở Đà Nẵng quả quyết có nghe tiếng xì vùng gan mà anh nghi là có aneurysm trong gan của Lộc, hậu quả của cuộc bề hội đồng trong trại tù. Xuất huyết nội của Lộc chắc là do vỡ aneurysm trong gan. Chị Hoa sau tang lễ chồng ngậm ngùi lên máy bay định cư ở tiểu bang Chicago. Chị vẫn ở vậy thờ chồng và thường năm về viếng mộ anh ở nghĩa địa gia đình họ Võ, làng Xuyên Trà, Duy Xuyên. Cách đây ít năm, chị có khoe tôi là đã xây cất cho Lộc một nhà mồ khang trang. Trên mộ chị có ghi bài thơ Đường mà anh đã làm. Tôi cố sống sao đúng kiếp người. Kiếp người bi thảm lắm ai ơi, hỏi tra triết học thêm nghi hoặc, tìm kiếm văn chương lại rối bời. Vật chất văn minh nhiều kẻ chuộng, tinh thần tôn giáo ít người noi. Đâu là chân lý đi tìm mãi, bí mật huyền cơ tận cuối đời. Nếu Lộc được cái may đến bến bờ tự do, chắc anh sẽ có nhiều đóng góp với văn học hải ngoại. Cũng có thể anh sẽ sống yên lành,
chỉ chia sẻ tâm tình với vài bạn hữu. Anh là người ham học hỏi, tìm hiểu, tìm ý nghĩa cuộc sống. Đau khổ cho anh cảm nhận sâu sắc cuộc sống phù du và anh trân quý những biểu tượng đẹp. Hành động đẹp, tư tưởng đẹp mà không cần một hệ quy chiếu nào. Nói như Lâm Ngữ Đường, sau một thời theo những quy tắc luân lý Thiên Chúa Giáo, đã trở về với cội nguồn triết lý khổng mạch. Tại sao chúng ta không làm một cử chỉ đẹp chỉ vì nó đẹp? Anh sống hòa hợp với mọi người và thấy khía cạnh tốt đẹp của họ hơn là chê bai. Đã kích anh thấy chung quanh mình bao nhiêu người, tài hoa đa dạng, đang cố làm đẹp cuộc đời, chứ không phải đi tìm bất tử. Biết bao nhiêu tài hoa trong quá khứ, chết đi mà không để lại cho loài người dấu vết gì. Mặc dù họ sống rất đẹp, anh cũng có cái nhìn bao dung cho những bài thơ con cóc và chỉ thấy ở đó sự trơn trớt của những người bình dị. Tuy cuộc đời anh xui tận mạng, song anh vẫn phấn đấu làm đẹp cuộc đời. Anh chống đối đến cùng những thế lực làm xấu cuộc đời, như chế độ cộng sản, bằng những vũ khí mình có được là những hiểu biết uyên bác và đôi khi với mỉa mai chế giễu. Các bạn vừa nghe xong bài viết của bác sĩ Phùng Văn Hạnh. Đọc xong bài này, Thiên Hoàng cảm thấy tại sao cùng là con người với nhau mà lại dã man đến như vậy. Chỉ vì ăn lén có một hột đậu thôi mà đánh người ta đến như vậy. Bề hội đồng, 4-5 người mà đi giày xô mà đánh đá như vậy. Thiên Hoàng không hiểu họ có còn là con người hay không. Cảm ơn bác sĩ Phùng Văn Hạnh đã viết một bài viết để chúng tôi biết được về những con người hành hạ con người, dã man đến như thế. Thiên Hoàng xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết khác.